chẳng Cho nên là em nói anh chúng nó càng chống cộng thì là những cái hàng xuất khẩu của Việt Nam hiện nay nó lại càng càng được các nước ưa chuộng. Như tất cả các bạn rồi đều bạn xem cái chương trình những chào cái tên anh một tối hôm nay, bạn người ta anh tức là theo thống kê đến hiện nay á, đến bây giờ trong năm 2020 dù có đại dịch như thế nhưng hiện nay hàng xuất khẩu của Việt Nam vẫn đạt 174 tỷ đô la, và hiện nay mình xuất siêu được 12 tỷ đô la đến giờ này. Đấy, tất cả các bạn đấy. Cho nên là chúng mày càng chống, kinh tế Việt Nam càng phát triển, người đời sống của người dân Việt Nam càng nâng cao lên thôi. Cho nên chúng mày cứ chống đi, đến đời lúc nào mà chống cậy thôi, hiểu không? Đó, rồi xin chào Nam Phong. chào anh. Muốn chống Việt Nam muốn chống Việt Nam cũng được, nhưng mà cái đám chống cộng hải ngoại một thằng ít nhất là phải có từ 1 đến 2 triệu đô la, thì ít nhất là gom lại cũng, tôi nói ít nhất là gom lại cũng phải có vài tỷ thì về Việt Nam á, mới là bắt đầu làm công việc lớn được. Muốn làm công việc lớn là phải có thực, có mới vực được đạo, mà có quân mới có đất có dân thì mới làm được việc. Mấy cái này trên dân dưới cà tút, chỉ có cái cờ vàng ba sọc đỏ thôi, làm vốn thôi, duyên góp thôi. Đây. Xin lỗi anh Phú và tất cả bạn trả lời bạn Hồ Dũng, vừa từ vừa nãy bạn cứ quan tâm đến ông Tất Thành Cang đấy quá. Bây giờ thì tôi nói với tất cả bạn này, người nào sai phạm đến đâu xử lý đến đấy nha, không có vùng cấm. Tổng Bí thư Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng nói rồi, chứ bây giờ bạn có làm thay pháp luật được không? Bây giờ ví dụ như ông Tất Thành Cang, ví dụ ông vi phạm đến đâu mình xử lý đến đó, nếu mà ông vi phạm đến mức độ phải truy tố thì mình sẽ là truy tố ở Em ơi, tòa không em phải trả lời là thế, câu này đơn giản vậy thì phải thì em trả lời đơn giản vậy thì Trump nó trốn thuế 900 gần cả tỷ rồi, có ai đem ra xét xử chưa? Con phó tổng thống đó là nó ăn tham nhũng bao nhiêu tiền, có bắt nó chưa? Đó, vậy thôi, cần đơn giản vậy thôi. Chừng nào mà xử Trump đi, xử Trump về vụ thuế đi, thuế ăn gian thuế gì là tất nhiên là gì, đúng không? Cũng là tham nhũng, đúng không? Vậy thì xử nó đi, chừng nào xử đi là nói chuyện với Tất Thành Cang sao? Tụi bay cái là gia công dân bên Mỹ ấy, tụi bay cái đấu tranh làm sao mang chung ra xử vấn đề vụ thế nó đi. À, rồi chúng ta sẽ nói về vấn đề những cán bộ ở trong nước cho tụi bay nghe. Đó thôi, đơn giản vậy thôi. Ok, rồi xong anh bạn. rồi xin mời Nam Phong. Dạ, em chào anh Bằng, chào các anh chị em diễn đàn, chào anh bạn mới Hải Vũ. Thì hôm nay cái ngày 2 tháng 9 của mình thì nó đã qua rồi, nhưng mà nó động lại rất là nhiều cái hình ảnh đẹp về đất nước, con người, rồi về chế độ xã hội chủ nghĩa. Nhưng mà em ấn tượng nhất đó là cái hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng nó phủ kín cái tòa tháp cao nhất thế giới ở Dubai. Đó là một cái hình ảnh rất tuyệt vời, rất ấn tượng, chứng minh một điều rằng Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế, đặc biệt là cái nhất những cái nước tư bản đó, họ nhìn mình với con mắt khác. Cái tầm ảnh hưởng, cái vị thế của Việt Nam mình bây giờ nó đã khác. Chứ trước đây thì còn lâu, không có nước nào nó rất ít những cái nước xã hội chủ nghĩa thì may ra mới có. Bây giờ thì chúng ta thấy rồi, cái hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng nó hoành tráng như vậy. Là một người dân Việt Nam thì không biết các những ai thì tất nhiên khi mà yêu nước yêu đảng chế độ này thì ai cũng vậy, ai cũng tự hào, rất là tự hào về những cái điều đó. Nhưng mà sẵn thì ông chia sẻ luôn là không phải tự nhiên, mà đó là cả một cái quá trình dài. Đất nước ta đã hội nhập và đã đóng góp rất nhiều cho nhân loại, cho cái tổ chức lớn nhất đó là Liên Hợp Quốc. Nói chúng ta theo dõi, chúng ta là thấy những cái chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam làm việc ở Nam Sudan, nó thấy thực hiện cái nghĩa vụ quốc tế đó, thực hiện cái nghĩa vụ của mình ở Nam Sudan. Chúng ta thấy rồi, cái người dân châu Phi họ rất là yêu mến những cái chiến sĩ bộ đội đó, vì họ Phong đem phong lại cho anh cho một châu Phi rất nhiều điều. phong cho anh một giây thôi, cho chú một giây thôi. Hồ Dũng, bạn nói bạn ở Việt Nam phải không? Bạn nói rằng là thành phố Hồ Chí Minh cướp đất, bạn bạn lên đi, bạn lên diễn đàn, bạn đưa cái sổ đỏ cho tôi coi cái đất của bạn coi, bạn lên đi, bạn bấm cái đường link dưới, bạn lên đi, bạn đưa cái webcam của bạn ra là cái sổ đỏ, bạn có cái sổ đỏ cái đất của bạn đi.
là tôi biết bạn mới nói tôi chứng minh chứ bạn ở dưới bè, bạn ở dưới bạn biết cái cờm không là ai mà tin bạn, bạn lên đi bạn, bạn nói chuyện bạn đưa sổ đỏ ra cái đất của bạn đi rồi xong đã, chúng tôi sẽ có hướng giải quyết của bạn, người dân sẽ có hướng giải quyết cho bạn. Để thôi em xin lỗi anh Phú này, cái bạn Trung Dũng ấy, bạn cứ nói phép đây này mẹ đất ở quận 2 tôi quen từ năm 1992 bắt đầu năm 93 bắt đầu giải tỏa cái Thủ Thiêm này, tôi quen, tôi làm dịch vụ hàng hải, tôi quen rất nhiều những cái anh các chị ở bên Thủ Thiêm này. Tôi nói với bạn này, ở bên Thủ Thiêm thành phố chỉ làm sai tức là lấy 4,7 hecta đất ở phường, ở khu phố phố 1 phường Bình An thôi, còn 5, 9, 5, 9, 3, 9, 4, 9, 5 nhé, những là dân mà được hưởng lợi về đất nhiều nhất là dân Thủ Thiêm. Những người đi xe máy ghế đỏ mà đi chân đất mà đi xe máy nhé, cái thời kỳ đó là chỉ có người dân Thủ Thiêm và thủy thủ đi tàu Mỹ Dương như bọn tôi mới có thôi. Bây giờ các bạn nói là bảo ông số ca người cướp đất của bạn là xin lỗi bạn đưa sổ đỏ lên. Bây giờ cái thời gian đấy nhá, đền bù đất mà có thổ cư có giấy tờ các thứ đàng hoàng nhá, đất xây nhà nhá khoảng 15 đến 17 triệu đồng một mét vuông ở cái thời điểm đó là giá cao rồi. Còn bây giờ mẹ so sánh cái giá 16-17 bây giờ đem so sánh cái giá 200 triệu đồng một mét vuông, giả sử bây giờ đất nó tụt xuống 10 triệu đồng một mét vuông mà bạn ý kiến gì không? Mẹ toàn lão xạo. Đây có đất quận 2 này. Rồi xin mời Nam Phong. Em xin tiếp tục cái câu chuyện của những chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam ở châu Phi. Thì cái đó là những cái hình ảnh mà rất là đẹp, không chỉ riêng về quân đội mà đó là cái hình ảnh của một quốc gia, một dân tộc. Vì thế cái hình ảnh của Việt Nam nó đã lan tỏa rất là nhiều trên thế giới rồi. Thì trở lại bên châu Phi á, có những cái tôi có coi clip mà của những anh bạn như lao động hợp tác gì ở bên đó người Nghệ An á, thì đó là một cái cách ngoại giao nhân dân mà tôi nghĩ là nó vô cùng hay á. Họ đem cái văn hóa đám cưới của Việt Nam mình sang bên châu Phi tổ chức cho người dân châu Phi một cái đám cưới rất là Việt Nam ở đó là cái vùng quê ở Nghệ An đó, nó làm y chang luôn. Những cái anh bạn trẻ đó họ đem cái văn hóa, cái phong tục của người Việt Nam ra thế giới, đặc biệt là ở bên châu Phi. Thì đó là một cái mà một trong rất là nhiều cái để thế giới người ta nhìn nhận Việt Nam là một đất nước như thế nào. Thì trở lại cái việc văn hóa, khi người cộng sản họ đem cái văn hóa của mình ra thế giới nhưng mà không bị hòa tan nha, trong khi cái người mà gọi là Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa á, lúc nào cũng mở miệng ra thì khen ghê lắm, nhưng mà các anh chị thấy không, qua Mỹ được mấy năm thì đẻ con ra cái tiếng mẹ đẻ còn không nói được. Cái văn hóa cốt lõi nhất là cái tiếng nói và chữ viết, đẻ con ra bên đất Mỹ mấy năm là thua, không biết tiếng mẹ đẻ, nói y như là thua mấy thằng Tây nói tiếng ta nữa, thì tự hào cái gì? Không, không cho anh một phút thế này nè, không cái đất của nhà Dũng nó chắc nó làm giấy Tây với đăng viện ở ngoài Huế, cái giấy đó chắc ở ngoài đăng viện ở Huế đó chứng nhận đó, cho nên nó như vậy thôi. Không phải ông Dũng, đất đó là đất của do thiền viện đăng viện ký cho em phải không? Thế thôi. Thì đó, em tiếp tục đang nói dở câu chuyện cái văn hóa để em so sánh, đúng không? Mình so sánh được là Việt Nam hiện tại và những cái kẻ chống cộng cực đoan mà tối ngày xuyên tạc ở bên hải ngoại đó, thì xem đi, cái con cái mình đẻ ra chữ viết tiếng nói lúc của mẹ đẻ mà mới đó mà cũng quên rồi, thậm chí những cái người đó qua Mỹ vài năm thôi về Việt Nam là bắt đầu nói bỏ dấu hết rồi, giống như là khác gì mấy thằng Tây mà tập nói tiếng ta. Vậy mà cứ mở miệng ra là yêu nước là thế này thế nọ, trời ơi, nghe nó buồn cười.
cái văn hóa mới qua thôi đã mất, trong khi người người Hoa đó, cái người mà các vị hay chửi bới hay xuyên tạc đó, họ giữ gìn cái văn hóa của họ. Họ qua Việt Nam, như cái người Hoa ở Chợ Lớn, họ qua Việt Nam hơn 300 năm nay, đi lên Chợ Lớn coi, cái văn hóa họ vẫn giữ, thậm chí tiếng nói chữ viết nhìn nó khác hẳn người Việt Nam. Trong khi các vị mới qua được vài năm, mười mấy hai chục năm là các vị quên mẹ tiếng mẹ đẻ rồi, các vị yêu nước cái gì hả? Các vị tối ngày các vị cứ sầu sầu, các vị chĩa mũi về Việt Nam là các vị xuyên tạc đủ thứ trò. Bản thân các vị đó, nhìn đi. Rồi những cái người Hoa ở bên Mỹ cũng vậy, họ giữ cái văn hóa họ, nhìn là biết người Hoa. Còn người Việt bên hải ngoại thì nhìn người khác màu da màu tóc thôi, chứ còn tiếng nói thì chắc là người ta nghe ta không biết Việt Nam luôn. Cho nên nè, nó nhiều hôm qua tụi này nó cứ lúc nào cũng lên nói là thời trước Việt Nam của họ, chúng tôi đi học không tốn tiền, mà bây giờ hỏi những cái lớp như Kiên Giang bao nhiêu tuổi, Kiên Giang năm nay bao nhiêu tuổi, có biết gì chế độ Việt Nam Cộng Hòa không? Tôi đã nói là cái nền giáo dục Việt Nam Cộng Hòa đó nó có hai hệ, một hệ công lập, một hệ tư thục. Các bạn hiểu là cái hệ công lập và cái hệ tư thục. Thí dụ cho nó mỗi năm khai giảng á, khai giảng lớp á, thì mỗi trường học của nó rất là ít, chính trường học bây giờ rất là nhiều. Tất nhiên là cái chế độ bây giờ người ta làm cái công việc là xóa nạn mù chữ, và những cái tầng lớp trẻ bây giờ nó mới học cao hiểu rộng nhiều, chứ ngày xưa làm gì có học cao được. Tôi nói ví dụ giờ cái năm mà khai giảng năm cho 2020 này cho đến khai giảng 2021 này, vào lớp 5 á, lớp 5 là lớp 1 bây giờ đó, thì mỗi cái trường đó, ví dụ nên cái trường trong quận 1 ví dụ nó nhận 200 người vào lớp 1, 200 trẻ em vào lớp 1. Nhưng mà với cái số lượng học sinh á, người ta nộp đơn thứ 3 đến 400 ngàn người, 400 đến 400 người. Vậy thì cái trường công lập đó nó chỉ nhận được cái con số khoảng là 100 thôi, mà trong đó là có những cái hộ quen, cái hộ giàu có là họ gửi trước hết rồi, thì chỉ còn có 50 người thôi. Vậy thì còn dư lại cái số lượng nó nằm ở đâu? Là nó phải vô cái trường tư thục. Mà trường tư thục á là phải trả tiền, phải trả tiền. Còn cái ngành giáo dục đó của công lập á là nó chỉ tới lớp 5 thôi, chứ còn khi lên lớp 6, lớp 7 là coi như để thấp, để lục, để ngủ anh phải trả tiền á. Mà tại sao nó được miễn là vì do cái sự viện trợ của Mỹ nó bao cấp cho cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Cho nên gì chỗ đó, tại vì Mỹ nó xâm lược mà Việt Nam Cộng Hòa là làm tay sai cho nó, mà tất cả những cái nguồn viện trợ nó đổ vô đó để phục vụ cho cái chính sách của xâm lược của người Mỹ. Đó. Chỉ học tới lúc nào, thằng nào nhà gia đình khá giả thì còn lấy được chú tài 1, khá nữa là con cái cha là chú tài 2, còn ngồi ra là khỏi này. Để lục, để tứ, để tam là coi như là không ngủ. Thằng nào mà cố gắng phấn đấu lắm là lấy chú tài 1 để chi? Để vô thủ đức, cũng mang lon sĩ quan, không làm vĩnh hoàng. Thế thôi. Còn những cái gia đình mà nghèo khổ, họ không có tiền, thì đi học lớp 5, những cái gia đình mà ở vùng tỉnh, ở vùng quê hầu như là lớp 5, lớp 4, lớp 3. Thế thôi. Thế không? Còn bây giờ, những cái nhà nghèo, bây giờ những cái bà đi bán vé số, bà không cần nuôi con nó vào đại học được. Thì mình mới hiểu là tại sao cái nền kinh tế, cái nền phát triển bây giờ nó tạo cho người dân được có một cái cơ hội, tuy rằng họ nghèo thật nhưng mà họ vẫn nuôi con họ ăn học, tại vì nó có cái sự hỗ trợ của xã hội rất là nhiều, cộng đồng xã hội rất là nhiều, đúng không? Thế đó, chúng ta chứng minh đi. Còn mà du học trước năm, mà du học trước năm, những năm du học là chỉ là con ông cháu gia trong từng lớp giàu có, trong lòng lớp sĩ quan cao cấp, họ đưa con họ đi nước ngoài là mục đích gì? Trốn lính. Trốn lính thôi. Còn bây giờ so ra, lứa mà sinh viên cái thời bây giờ mà đi du học rất là nhiều. Con của ông già nông dân, con của ông làm vườn là phải vẫn được. Tại vì dân nhà vườn bây giờ mẹ một mùa thu hoạch lúa người ta bán bao nhiêu tiền. Là lúa bây giờ đâu phải là làm một năm hai mùa như ngày xưa nữa đâu. Đấy không? Một mùa thanh long người ta làm được mấy tỷ mà. Đấy không? Cho nên cái bọn này nó chỉ nhìn ở một khía cạnh là như hạt cát vậy thôi. Một khía cạnh là mỗi năm bị Covid hay là bị Covid thì ra đứng 3-4 tiếng hồ lạnh thùng mì gói thì nghĩ Việt Nam cũng vậy thôi. Đó là mình chứng minh cho các bạn thấy vậy thôi.
Việt Nam cũng ăn mì gói anh, nhưng mà lâu lâu thèm ăn thôi, lâu lâu thèm mì gói ăn Có ăn mì gói chứ không ăn thì cơm. Em cũng vậy nè, lâu lâu thèm mì gói chết rồi mua ăn. còn nước ngoài mà anh vô nhà ai là ít nhất phải là một thùng mì gói, nếu mà ở nước ngoài còn mấy dân mà ở bên Mỹ thì ít nhất phải là 2 thùng thôi. Em nghe nói đâu dạo này bên Mỹ cái thuốc mà táo bón bán chạy lắm anh. Phải ăn mì gói nhiều quá. Anh chủ diễn đàn đi đâu mất tiêu rồi, đi hút thuốc ở chỗ đi hút thuốc. À, nói cái đấy chuyện nói cái lúc chuyện học nào học tập á. Anh diễn đàn 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 tôi không bao giờ tôi bảo diễn đàn đi các bạn để yên tâm. Cho nên tôi nói cái tầng lớp mà trẻ họ không biết cái nền giáo dục Việt Nam Cộng Hòa, cái lớp trẻ họ không biết cái nền giáo dục Việt Nam Cộng Hòa nó có hai cái hệ tư thục và công lập, nên họ cứ nghe những cái bố cha của ông họ truyền lại này kia nọ, họ lên họ nói thật sự họ không biết gì hết, họ không biết, nếu tôi nói họ không biết.